Con là bạn của cô giáo dưỡng trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Tím Mây. Dạ. Bây giờ thầy đợi thầy lập lá số biểu ghi nhá, xong thầy xem luôn cho. Bảo Dũng vào lập cho thầy lá số cái. Đấy. Đọc. Đọc lập cho thầy cái lá số. Dạ. Tím Mây. Dạ, dạ. Của con là Tím Mây, tím Mây. 12 tháng 10. 12 tháng 10 dương lịch à? Dạ, dương lịch năm 1971. Năm 1971 nữ. Dạ, tên... con xin 2:45 sáng. 2:45 sáng. Dạ. Đợi thầy làm lá số đã nha. Dạ. Con có làm cô giáo dưỡng trẻ giống bạn kia không? Dạ, dạ không ạ. Dạ, làm nghề gì? Con là giống như y tá cho văn phòng nha khoa. À, nha khoa Mỹ à? Dạ. Con cũng ở Cali à? Dạ. Công việc có bận lắm? Dạ cũng có ngày bận lắm nha. Dạ. Ở bên đấy làm bác sĩ nha khoa cho người Việt Nam hay cả người nước ngoài nữa? Dạ, Việt Nam rất là ít, cái vùng con Việt Nam ít lắm, toàn là người nước ngoài không. Dạ. Dạ. Hình như bác sĩ răng ở nước ngoài giàu lắm đúng không? Dạ con giàu nhưng mà cũng lâu lâu sẽ bị người ta kiện đó thầy, thành ra cũng bị nhức đầu lắm. Kiện vì sao? Tại vì thí dụ như họ nói mình làm sai, hoặc là họ nói mình làm gian, rồi những cái chuyện mà không đúng đó thầy, rồi xong rồi những cái người mà làm với họ đó thì họ giống như họ làm thì không tốt với bác sĩ cho nghỉ việc. Cái xong rồi cái họ lại kiện là nói là bác sĩ này là kỳ thị, hoặc là bác sĩ này dùng những cái cử chỉ không có được đứng đắn, đại khái vậy đó thầy. Thành ra cũng bị nhức đầu lắm, tại vì người thầy thấy bác sĩ có tiền người ta hay làm chuyện đó, nhưng mà con là y tá ở trong đó, thành ra con làm dưới quyền của bác sĩ, thành ra con cũng không có bị gì hết. Yeah. Chắc người ta thấy bác sĩ nha khoa giàu quá nên là người ta mới kiện để lấy tiền hả? Dạ. Con là sinh ngày 12 tháng 10 năm 71, là ngày 24 tháng 8 âm lịch đúng không? Dạ 28, dạ đúng rồi, 28 âm lịch, 28 tháng 8 à sao? 24 tháng 8. 24 tháng 8, dạ. Đúng rồi. Trong lá số này thì cha mẹ con có ở với nhau không? Dạ có ở với nhau, nhưng mà ba con bệnh cũng ẩm 10 năm, thành ra mẹ con phải thay thế ba con. Thầy thấy ba là có sao vong thần cô thần đóng đấy, nghĩa là ba con mới là người bị bệnh âm, nhớ chưa? Là ba con là sao ạ? Ba con là bị âm bệnh ấy, nghĩa là do dạ, dạ. Thầy á, thầy là nhà tâm linh, như thầy chia bệnh thành hai loại, bệnh âm và bệnh dương. Bệnh dương trần là những cái bệnh mà nó ảnh hưởng tới cái cơ thể của mình ấy. Ví dụ như bệnh đau dạ dày, rồi bệnh cao huyết áp, rồi bệnh gan, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Đấy, như thế. Ung thư mà do tích lũy quá nhiều cái chất phóng xạ vào người ấy, đến một lúc nào ngưỡng nào đấy thì nó phát bệnh. Thì đấy là gọi là bệnh dương. Còn bệnh âm ấy, đối với thầy là bệnh âm là gì? Là do mình ở vậy đất có cốt, hoặc là ở trên đất có vong, hoặc là ở trên đất mà có thần thần, nhưng mà họ không phù hộ mình ý, mà họ phá mình ấy đấy, hoặc là mình không có tín ngưỡng, rồi mình ở trên đất rất là linh thiêng, rồi họ phạt mình, hoặc là đụng vào đình chùa miếu mạo, đấy là những cái bệnh mà sẽ bị hành, đấy là bệnh âm. Được chưa? Ở bệnh âm thì cái vong linh ở đấy họ bị bệnh gì thì mình bị bệnh ấy. Đấy, có những người vong linh bị đau xương thì người chủ đau xương luôn. Có vong linh thì bị bệnh âm, có vong linh ví dụ đất mà nhiều âm minh ấy, thì nó làm cho tăng tế bào ca, có thể bị tăng tế bào ca, tăng vọt là bị ung thư. Có thể những bệnh là cao huyết áp hoặc tăng huyết áp cũng đều do vong linh, bởi vì vong linh cũng bị bệnh đấy, thì họ tác động vào mình. Thì trong khoa học người ta gọi bị mấy cái giảm cao huyết áp, rồi
tiểu đường, đúng rồi, máu trong mỡ, những đấy, thứ đó. Dạ. Khoa học thì người ta gọi đấy là bệnh thần kinh giả, có nghĩa là do một cái cảm giác giả nó tạo lên cho con mình. Và thời gian đầu ấy là đi khám bệnh là không xác định được bệnh, bởi vì nó là âm bệnh. Nhưng nếu mà cứ để dài, bệnh âm mà để dài nó thành chuyển thành bệnh trần luôn, có nghĩa là bệnh thật. Đó. Thế có những người mà giả sử mà bị phát hiện ung thư ấy, mà do bệnh âm ấy, mà do linh hồn khác nó tạo nên, nếu mà giải được sớm thì sẽ hết bệnh. Trong video của thầy á, thầy có quay một video thầy giải cho một người ở Thái Bình bị bệnh ung thư, đang làm thủ tục vào bạch mai để chạy xạ, thì thầy bảo không phải làm nữa, ra thì chữa cho, và đến bây giờ đang khỏi rồi đấy. Có một cái video thầy hướng dẫn chữa bệnh ung thư ấy, bởi vì người đấy là bị bệnh âm, thầy nhìn thấy được. Hiểu chưa? Và bố con ấy, thầy không biết bệnh gì, nhưng mà vong thần cô thần đóng ở đứng đây chắc chắn là bị bệnh âm rồi. Và nếu bố con mà có điều kiện đến gặp thầy thì chắc chắn là sẽ bớt bệnh rất nhiều. Ba con đã mất rồi thưa thầy, ba con mất gần 4 năm nay rồi. Đấy. Thì khi ba mất rồi á, thì ba sẽ là người rất là linh thiêng. Và con sẽ thường xuyên được mơ tới ba, đúng không? Dạ. Ba có kể cho dưới âm thế nào không? Ba không có kể, nhưng mà có nhiều khi con nằm mơ thấy con với ba con đang sống ở Việt Nam. Sống trong cái ngôi nhà của mình. Rồi có nhiều lúc sống trong một cái ngôi nhà nào lạ lắm. Trong lá số này thì đất nhà con không có âm binh đâu, mà con có một cái linh hồn ở âm binh trong dòng họ ấy, họ đi theo con. Nhớ nhá, nhớ là họ con là con trai rất dễ bị bắt sớm, họ nhà mình ấy, họ bố mình ấy là đàn ông rất dễ bị bắt sớm, và luôn luôn có con có cảm giác là luôn luôn có một ai đấy đang đi theo mình, hoặc lúc tắm cảm giác như là có người nào đấy bên cạnh, hoặc lúc ngủ thì thường hoặc là mơ được ba, hoặc là mơ thêm một người lạ, linh hồn lạ nào đấy. Có rất nhiều cái quái đấy, bởi vì sao, con là thân cư phúc đức mà có địa không và quả tú đóng ở đấy. Thế còn đất nhà con không có âm binh nhá, đất con hoàn toàn sạch, mà vong linh này đi theo con chứ không phải tại đất. Nhớ chưa? Và năm nay là 46 tuổi rồi. Năm 46 tuổi rồi. Và thưa thầy, thưa thầy con hỏi, cái vong linh này đi theo con là tốt cho con hay là phá con thưa thầy? Không tốt cho dòng họ của con. Không. Và đương nhiên của con nó không tốt. Đúng rồi, nó là nghiệp báo của dòng họ nhà mình. Họ về họ đòi nợ, họ bắt người. Vậy thưa thầy, có cách nào để mình giải hóa được cái này không thầy? Đúng rồi. Ở Việt Nam thì các thầy mà theo đạo Phật ấy, các thầy hay lập một cái đàn giải oan cắt kết ấy, để là gì, để giải oan cho người âm. Tức là người âm chết rồi vẫn còn oan ức. Đấy, rồi vẫn còn cái nhiều cái nghiệp mà họ gây ra ở kiếp trước và kiếp này, kiếp vừa rồi ấy. Hoặc là do cha ông mình gây nghiệp từ kiếp trước rồi bây giờ họ không làm gì được, họ sẽ về họ trần gian để họ bắt người trần. Đấy được gọi là giải kết giải oan kết đấy, giải liễu tiền sinh oan trái nghiệp, bách thiên vạn kiếp giải oan thù. Với là cái oan kia này, nó oan này nó trừ nhiều kiếp trước chứ không phải do kiếp một kiếp. Thì thường là người ta phải giải oan cắt kết, người ta lập một cái đàn, người ta thỉnh Phật về, thỉnh các linh hồn mà oan kết thù hận với chồng họ của mình về đấy, nhờ giải oan kết Bồ Tát ấy, một vị Bồ Tát giải oan kết, vị đấy sẽ đứng ra làm chủ và giải oan cho các, nghĩa là những cái oán thù từ xưa đến giờ ấy, thì được Phật và Bồ Tát hóa giải đấy. Và sau cái giải oan kết đấy thì người nào đi theo hướng của người đấy và tất cả đều siêu thoát được về với Phật rồi được tái kiếp đấy. Ở Việt Nam mình thì hay có một cái lễ như thế được gọi là lễ giải oan cắt kết đấy. Thì gia đình con nên phải làm việc đấy, bởi vì nếu mà làm việc đấy rồi á thì cha con ấy thì mới siêu thoát được hẳn, không có xuống dưới kia ấy. Mất rồi về cõi kia thì vẫn bị các linh hồn khác người ta đeo bám, người ta phá phách. Trần gian thì người ta có cách giải oan của người trần, ví dụ trần ấy mình còn nhiều oan nghiệp với người khác ấy, thì người ta phải tu.
làm nhiều việc thiện để giải oan cho mình, giải cái những cái nghiệp từ kiếp trước của mình. Ở trần gian này thì đôi khi mà gặp những người mà không liên quan đến mình ấy, mà người ta gặp nhau đã ghét nhau luôn rồi, thì đấy là do nghiệp từ kiếp trước đã thù hận với nhau. Đấy, có những người thì mình gặp, có người thì mình gặp một cách yêu ngay và lại cưới ngay. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là cái người mà đã có duyên nợ với mình từ kiếp trước, nhiều kiếp trước, và khi gặp được nhau cảm rộng nhận như đã quen nhau lâu lắm rồi, rồi người ta có thể tiến hành đến đám cưới với nhau rất là dễ dàng. Và thường những người đấy là có thể là những cái chòm sao trong tờ tử vi này, trong lá số tử vi này, nó thường là gọi là sao truyền tinh, nghĩa là cùng chòm sao, nghĩa là nhân duyên với nhau từ kiếp trước. Đó, có những người lấy nhau xong chỉ một thời gian thôi thì bỏ nhau bởi vì lúc đấy hết duyên. Bây giờ thầy coi cho con đi thầy. Coi đây, mệnh vô chính diệu thì rất là giỏi. Con là người vô cùng giỏi giang và có hai cái chữ phúc đức và thiên đức tại mệnh. Đó, thiên phúc nữa chiếu mệnh, là người mà sống rất là tử tế và lấy phúc làm hành thiện làm đầu của mình. Cái nữa là cung thiên di của con có thái dương cự môn, vượng địa nhá, gặp với những hóa quyền hóa lộc, nên là con sẽ thành lập, con ấy là sẽ người mà kiếm tiền nơi xa nhà và cũng có quyền lực nơi xa nhà, bởi vì hóa lộc hóa quyền cũng nằm cung thiên di rồi, mà cung thiên di có thái dương cự môn thì thường xa nhà, xa cha mẹ. Nhìn trong lá số của con, cung phụ mẫu có liêm trinh hãm, phá quân hãm, rồi hóa kỵ linh tinh vào đây cũng báo hiệu một cái điều là chẳng lành đối với cha mẹ. Và nhìn vào cung cha thì thái dương cự môn gặp phong thần, cô thần lại gặp sau tuần đóng nữa, nên là mất sớm. Và năm nay cũng chính là năm hạn của mẹ đấy nhá, sắp hết năm rồi, năm nay là rơi vào cung mẹ đấy, có đào hoa gặp kiếp không kiếp xấu. Về cung quan lộc của con thì có sao thiên đồng thái âm. Thiên đồng thái âm thì là người làm những công việc liên quan đến cảm nhận và rất là nhẹ nhàng, đúng không? Có đúng làm nha sĩ là phải nhẹ nhàng và cảm nhận tốt không? Dạ, con chỉ y tá cho nha sĩ thôi, nhưng mà con phải làm nhẹ nhàng, phải làm tốt. Làm tốt, nhẹ nhàng, đúng không? Người ta mới tin tưởng mình. Dạ. Đúng rồi. Vì cung quan lộc của con là chuyên làm việc nhẹ nhàng. Nhưng mà cần sự chu đáo. Bởi vì con có hai cái sao phúc đức và thiên đức, sao thiên y tại mệnh, sao thiên y là cái sao chữa bệnh ấy. Người nào có sao thiên y là cái người đấy hay chữa được cho người khác bệnh và có duyên với việc chữa bệnh cho người khác lắm. Thì con làm tại mệnh nên là hợp với cái nghề y tá đấy. Tài bạch thì có cái sao hỷ thần, rồi nguyệt đức hồng loan, rồi cứ cho sao thiên cơ với thiên lương ấy, là cái sao cũng là sao thiên lương, cũng là sao chữa bệnh. Hỷ thần hồng loan là cái sao làm đẹp, ngoài việc chữa răng cho họ thì làm đẹp bụng răng cho họ nữa, đúng không? Và con có một cái sao nữa là Đà La kiếp sát ấy, cái sao kiếp sát tại bệnh ấy, mà cái sao mà hay phải ra tay ấy, phải xuống tay để làm việc gì đó thì nó phù hợp với mình nữa. Thì con chọn nghề rất là phù hợp. Và con là một người đa tài, bởi vì con có hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, có tam hóa chiếu mệnh. Hóa khoa nói về khả năng học tập, hóa lộc nói về khả năng kiếm tiền, hóa quyền nói về chức sắc, quyền lực và sự ảnh hưởng của mình đối với người khác, thì con đều có hết. Ngoài ra lại có sao văn khúc nữa, chiếu mệnh nữa, cũng là một người ưa nghệ thuật. Cái chòm sao tả phù hữu bật thì nó lại không chiếu mệnh của con, nên là con không có số làm chủ mà chỉ đi làm phụ người ta thôi. Cái nữa là mệnh vô chính diệu cũng là mệnh làm phụ giúp, làm phò tá, làm quân sư. Đó. Nên là con sẽ an mệnh với cái việc đi làm giúp người ta đi, giúp bác sĩ đi nha. Nhưng bù lại thì con có cung nô bộc là vũ khúc miếu địa, tham lam miếu địa, nên là nhiều người giúp đỡ con cực kỳ. Tham vũ rất là rực rỡ, nên số này là số được nhiều người giúp đỡ. Và càng về hậu vận thì càng giàu. Ví dụ từ năm 36 tuổi trở ra là con rất thuận lợi về tiền bạc rồi, 36. Đúng không? Trước 36 thì vất vả, cô quả, nhưng mà sau 36 thì lại người thành công. Năm nay là 46 rồi, có 10 năm thành công rồi.
Và từ 46 là từ năm nay trở ra công việc của con rất thuận lợi nhá. Chồng làm nghề gì? Chồng dạ, chồng là bác sĩ. Chồng là bác sĩ à? Dạ. Vì sang năm thấy sao đại hao đóng cùng chồng, có nghĩa là sang năm chồng sẽ chi tiêu rất là tốn kém. Và nếu mà chồng mà chủ động chi tiêu ấy, ví dụ như mua đất, mua cát, mua xe hoặc là làm cái gì thì tốt, mà nếu như không tiêu cái gì là tự nhiên mất tiền đấy nhá. Dạ. Ừ. Bắt tiền thì đang thấy như là đã hao từ năm nay rồi thế này. Năm nay mới tiểu hao thôi. Sáng năm mới đại hao. Sáng năm mới hao nhiều. Dạ. Con có thầy ơi. Ừ. Năm nay con gặp nhiều chuyện không có được suôn sẻ lắm. Nhất là chuyện về tình cảm đúng không? Tình cảm rồi chuyện có ảnh hưởng đến luật pháp. À. Đúng rồi, vì năm nay rơi cung quan lộc có sao địa kiếp đào hoa mà âm sát là có tiểu nhân hãm hại. Sao âm sát năm nay là sao tiểu nhân hãm hại nhá. Sao đào hoa gặp địa kiếp là tình duyên cũng lận đận, dễ phát hiện được chồng có gì gì đối với người khác. Yeah. Đúng không? Yeah. Đúng rồi. Vì năm đào hoa gặp địa kiếp là năm bị vùi hoa dập liễu mà. Cái đại vận này con... đại vận này của con nó thế đấy, đại vận từ 46 đến 56 là như thế đấy nhá, nên là con sẽ chia tay chồng hoặc là chồng sẽ mất mát rất là nhiều, phải đền rất nhiều hoặc là phải mất phá rất nhiều của con, tiền bạc của hai vợ chồng, rồi tình duyên cũng lận đận luôn, đào hoa gặp thiên không, có thể là ly thân một thời gian đấy. Đúng vậy thầy, cũng đang ly thân đó thầy, chuẩn luôn đó. Và con sau này còn có số xa con nữa cơ. Đó sao ạ? Nghĩa là không gần con. Ừ. Mấy đứa con rồi? Dạ ba đứa. Đúng rồi, trong lá số này cũng thấy ba đứa. Mấy trai mấy gái? Dạ một gái hai trai. Cũng chuẩn luôn. Sau này các con của con học giỏi lắm. Dạ. Và sau này phát hiện ra chồng có thêm con nữa cơ. Con hả thầy? Vậy là ông đi lấy vợ khác, không có con phải không thầy? Có thể, hoặc là ông chỉ ngoại tình có con thôi. Vậy là mấy đứa con của con, vậy là nó có cái sao anh em dị bào đúng không thầy? Coi. Nếu mà coi mấy đứa con của con. Coi của mấy đứa con của con thì có anh em dị bào mà. À. Có buồn việc đấy không? Con á, tại vì ngay cái thời điểm này thì nói thật với thầy là tụi con đang làm giấy tờ ly dị. À. Và con thấy những cái chuyện mà ông làm cho con đau buồn, ông không có nhận thấy được ông làm con đau buồn. Hai mươi mấy năm sống với ổng, con cảm giác như là con bị ngộp thở. Ừ. Giống như con bị ở trong tù. À. Không có được làm cái gì theo cái ý thích của mình hết. Ừ. Thì những năm giàu sau này thì con phải hướng về cái từ thiện nhiều hơn. Rồi. Nhưng mà ổng thì lại khác. Thành ra bởi vậy hai vợ chồng không nhìn theo một cái con đường đi, mà mỗi người nhìn một cái ngã khác nhau. Thí dụ như đối với ổng, ổng nghĩ là làm từ thiện có nghĩa là bỏ tiền ra là từ thiện. Nhưng mà con lại khác. À. Con nói làm từ thiện là phải có cái tâm. Dạ. Của em á, là có cái tâm của em, thí dụ như em làm một cái công việc ngon để em làm đồ ăn, em bán cho bạn em chẳng hạn, em được cái số tiền đó, cái số tiền đó em làm rồi
Alo. Dạ thầy ơi, tự nhiên đang đang nói mà bị. Ừ. Dạ thầy nghe không thầy? Thầy nghe đấy. Dạ, thầy con nói thí dụ như cái 100 đồng của con là mà con bỏ hết tâm sức của con vô thì con thấy nó vẫn có giá trị hơn đâu. Một cái số tiền lớn mà mình làm, mình bỏ ra mà mình chỉ nghĩ ừ, tôi cho từ thiện thôi. Thành ra hai đứa con nhìn hai con đường khác nhau. À. Thì nó từ từ giống như là nó mất đi cái gì gọi là lúc từ lúc đầu á thầy. Ừ. Giống như thầy thôi. Thầy xem tử vi này, thầy cũng hóa giải cho mọi người này để kiếm tiền. Yeah. Có những người thì lúc đầu nhìn vào thì tưởng là thầy thương mại hóa vấn đề tâm linh, nhưng rồi họ cũng sẽ nhận ra đấy không phải. Hôm qua thầy nhận được một bức thư, một cái email vào 19:49 hôm qua. Thầy đọc cho nghe nhá. Yeah. Con kính chào thầy Cao Anh. Lời đầu tiên cho con xin được giới thiệu, con tên là Đàm Khắc Khánh, sinh năm 1989, quê ở Thanh Hóa. Con đã xem rất nhiều bài của thầy trên YouTube. Con cũng đã tự đặt ra câu hỏi là tại sao thầy lại làm vậy, làm như thế với mục đích gì. Vừa thoáng nghĩ, con cứ ngỡ thầy làm vậy để quảng cáo cho một bộ môn tử vi cho nhiều người biết để kiếm tiền, lại còn giá 500 đến 1 triệu cho mỗi lần xem. Con đã tức giận và không xem nữa. Sau vài ngày không xem, con thấy buồn lại vào xem, rồi nhìn vào lá số của mình tự luận giải mà không cần thầy, mặc dù xem không được chuyên sâu nhưng cũng tạm. Khi đó con mới nhận ra rằng các thầy quay và phát lại trên YouTube là để tất cả mọi người được biết và tự mình có thể giải được lá số của mình. Con xin cảm ơn tất cả các thầy đã giúp rất nhiều người biết về cuộc đời và số mệnh của mình, qua đó có thể cải mệnh được nhờ đức năng thắng số. Con mới xem các video thầy cầu siêu cho bé đỏ, âm binh cũng như duyên tiền kiếp, còn có cả gọi hồn người nhà mình lên nói chuyện. Đối với cá nhân con là con tin nhưng chưa được 100%. Nếu như gọi được hồn về thì những người bị chết oan nhập vào người khác, người nhà khác thì biết được ai là thủ phạm, khi đó nhà nước cần công an để làm gì. Hiện nay những nhà ngoại cảm tâm linh chưa được nhà nước trọng dụng vì chưa được thực tế lắm và chính xác cao, mới chỉ bó hẹp mà thôi. Riêng con rất muốn các thầy giỏi hơn nữa để được nhà nước công nhận. Mà để nhà nước công nhận thì chính xác chính các con phải ủng hộ và là người để cho các thầy thử nghiệm và chứng minh cho tất cả mọi người biết là nó thực tế để được nhà nước và tất cả mọi người công nhận. Con chưa có điều kiện để ra gặp gỡ các thầy và được các thầy chỉ giáo. Cuối cùng con xin kính chúc các thầy mạnh khỏe, vui tươi để giúp tất cả mọi người trong xã hội. Con xin cảm ơn các thầy. Đây là một cái email một bạn ấy gửi cho thầy tối hôm qua. Bạn ấy ở thành cũng có thể nhận biết được nó đâu là ngay là công đức hay không. Chính vì thế nên kênh của thầy mới là kênh học cải mệnh. Bản thân mình muốn cải mệnh cho người khác thì mình phải cải được mệnh cho mình đã. Dạ. Và con phải xác định rằng là làm những việc về công đức ấy, tâm đức ấy, thì lúc đầu bao giờ cũng sẽ mắc những chuyện thị phi. Việc làm chuyện công đức ấy, nó là một cái có nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Và nếu như không cẩn thận thì lại mắc thị phi. Nhưng bản thân con và chồng con ấy có hai cách làm công đức khác nhau. Con thì tập trung lớn vào các việc thực tiễn, đúng không? Tự tay mình làm cho họ, đúng không? Đúng rồi. Còn chồng của con ấy thì chỉ dành cái phần tiền của mình kiếm được một cách dễ dàng, xong đấy là đi làm công đức, đúng không? Dạ. Ý con là cái độ chân thành của con nó cao hơn, đúng không? Dạ. Còn chồng con thì chưa được chân thành lắm trong việc công đức hả? Thành, bởi vậy thành ra những suy nghĩ nó trên lệch, nó khác nhau á thầy. Thí dụ như con, thí dụ như mình giúp đỡ ai là mình thực sự mình ra mình giúp đỡ
buổi tối. Còn ổng giờ ok giúp đỡ là cho tiền vậy đi, vậy đó là giúp đỡ. Nhiều khi con thấy không có, không có đúng lắm. Thầy thì khác nha. Thầy làm công đức bằng cái là thứ nhất là mình sẽ làm cho họ có trí tuệ hơn, thống có hiểu không? Yeah. Làm cho họ có trí tuệ hơn và họ phải biết cách mà sám hối nghiệp của mình từ nhiều kiếp. Tất cả những cái gì mà nghiệp mà đến với mình bây giờ nó chưa tốt ấy, bản thân con cũng thế, chuyện tình duyên tự nhiên nó lận đận thì nó không phải là do cái kết quả của cái kiếp này của mình, mà nó do cái nhân từ nhiều kiếp trước cơ. Nên đứng trước những hoàn cảnh như thế thì không được buồn, mà phải xác định đây là một cái nghiệp của mình và mình phải cần hóa giải nó. Không được buồn, vì khi mà buồn thì sẽ suy sụp, mà khi suy sụp thì bản thân cũng đánh mất bản thân mình, thì con không giúp đỡ được người khác. Yeah. Bản thân thầy cũng gặp rất nhiều chuyện không may đến với mình, và những cái chuyện mà không tốt nó tự nhiên nó đến. Ngày xưa thì thầy có thể buồn nhưng bây giờ thì không. Lâu rồi thầy không buồn được những chuyện đấy. Xem đấy là một phần nghiệp của mình phải gánh, và mình vui vẻ để mình nhận nó, rồi sẽ bước được qua nó. Nên là không phải khóc, không phải buồn. Bởi vì nó đến sớm thì mình hóa giải nó càng sớm, nó đến muộn hơn thì còn buồn hơn. Vì bây giờ mới có 46 tuổi, đang còn trẻ lắm. Nhưng mà thầy coi cái số của con có ly dị rồi có hai chồng hay là có cái kiểu đó không thầy? Thứ nhất là đào, con có cái sao đào hoa gặp thiên không gặp địa kiếp. Đào hoa gặp thiên không thì thường là đến cái hạn đấy là tình duyên cắt lìa chia đôi. Yeah. Được chưa? Và cung chồng của con ở trong này á là nó thể hiện nó có một cái sao cả địa không cả địa kiếp nó chiếu vào đấy. Thì hai cái sao không kiếp mà chiếu thì khó đỡ lắm. Nếu mà một sao chiếu còn được, nhưng mà cả hai cái sao đấy cùng chiếu vào cung chồng thì con số không giữ được chồng. Được chưa? Và nếu con cố gắng con giữ chồng thì con sẽ mất những thứ khác. Nhá. Yeah. Ừ. Có những người mà cố gắng lắm để giữ người mình yêu thương, cuối cùng lại cũng người ta lại có thể mất sớm thì sao? Nhưng trong lá số này của con thì năm nay là năm cực xấu rồi. Đào hoa gặp địa kiếp rồi. Rồi lại gặp âm sát nữa, tiểu nhân hãm hại nữa. Yeah. Ừ. Sang năm là có sao đại hao đấy, là sang năm là chi tiêu tốn kém, bản thân con cũng chi tiêu tốn kém, tốn tiền. Nên là thầy thấy rằng con hay hành thiện, đấy là một cái thứ đầu tiên điều kiện cần để cải mệnh của mình. Thầy lập ra một cái trang học cải mệnh đều có một nguyên tắc là đức năng thắng số, nghĩa là hay làm việc công đức thì thắng số mệnh. Việc thầy đưa các video lên giảng cho mọi người để biết cách xem tử vi cho mình ấy, bản chất để cho họ biết nghiệp trước của họ. Nói bằng miệng không được thì cho họ xem bằng tử vi, họ sẽ biết nghiệp trước của mình. Và khi họ biết nghiệp rồi thì họ nghĩa là họ phải nhìn thấy thì họ mới sám hối nó và họ mới hướng về nó để hóa giải. Nhưng dù sao chăng nữa thì tâm trí lúc nào phải vui vẻ lên, không được âu sầu, không được bất mãn, không được buồn, bởi vì yếu tố đấy là tự giết mình rồi. Mình mà tự giết mình thì mình không cứu được người khác. Yeah. Ừ. Nên là hôm nay phải vui lên, xong rồi con có giúp được con rồi thì con mới đi cứu giúp cho người khác được chứ. Dạ. Yeah. Nhưng mà sao con thấy mỗi buổi sáng á, con ngủ dậy chuẩn bị đi làm, người nó khỏe khắn lắm thầy. Ừ. Xong rồi đi làm có nửa ngày về đón tụi nhỏ, xong rồi cái buổi chiều tối cái người của mình nó là sao á, giống như là thầy nó hết năng lực luôn vậy đó thầy. Thầy nghe giọng của con là thầy biết con bị phong theo rồi nhá. Dạ. Và giải được đi thì mới tốt, giải được đi thì con sẽ hết cái việc đấy, việc đấy thầy có thể giúp con. Và lát nữa giúp ngay. Dạ. Yeah. Và con sẽ trải nghiệm xem tối hôm ngày mai con có bị mệt như thế nữa không. Khỏi ngay. Dạ. Yeah. Có những người thì phải mất tiền thầy mới làm.
có những người thì chả mất đồng nào thầy vẫn làm cho, có những người đến đây giải xong thì thầy còn cho tiền đi về, bởi vì tất cả những thứ đấy là cũng là duyên nghiệp của họ mà. Nếu mà cái gì đến với họ một cách dễ dàng quá thì họ lại không nghĩ rằng mình có trách nhiệm với xã hội. Còn có những việc mà mình thấy người ta khổ rồi mình không giúp thì lúc đấy lại thầy lại người lại mang nghiệp. Vì thầy được đến như ngày hôm nay, rồi có nhiều năng lực về mặt tâm linh, thì cũng do được các đấng ở trên độ cho mình. Và nếu như mình thấy người khác khổ mà không cứu họ, không giúp họ thì cũng lại mang một cái tội nữa. Và thường thầy làm việc tâm linh để lấy tiền của những người có điều kiện để giải nghiệp cho họ, để chia sẻ bớt sang những người khác, hoặc là làm những việc khác mà có tốt ích lợi hơn. Ngay các việc mà thầy up các video và cách hướng dẫn tử vi cho mọi người, cho nhiều người xem được tử vi ấy, thì cũng đấy là một cách làm phúc mà. Không phải họ xem tử vi để họ kiếm tiền, mà họ tự xem được để họ biết là nghiệp của họ sắp tới thế nào, tốt hay xấu. Nếu nghiệp tốt thì không sao, nếu nghiệp xấu thì họ phải ăn năn, rồi họ phải sám hối, họ phải làm nhiều việc thiện để họ hóa giải nó. Và nếu như họ không tự hóa giải được thì họ phải nhờ đến các thầy ở tử vi Việt Nam hóa giải. Bây giờ có đang đau đầu không? Tại vì mấy thời gian này là con phải đi ra tòa rồi, phải gặp luật sư rồi, nhiều chuyện để lo lắm thầy. Thành ra giống như ban ngày thì đi làm cứ không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà ban chiều về nhà thấy người đó không có còn sức lực gì nữa. Giờ như giờ ai đánh mình cũng để cho người ta đánh. Rồi bây giờ thầy sẽ giúp con ngay việc hóa giải âm theo con nhá. Để cho con không bị đau đầu nữa. Được chưa? Đây là thầy giải nghiệp cho con đấy. Cũng chắc là cũng may vì con làm nhiều việc công đức nên mới được như thế. Giờ ngồi khoanh chân nhắm mắt. Được chưa? Nhắm mắt lại chắp tay hả thầy? Nhắm mắt đặt tay lên đùi thôi, nhắm mắt như ngồi thiền hành thiền ấy. Được chưa? Rồi. Được rồi. Việc mà chữa bệnh từ xa như thế này và qua điện thoại như thế này á, ở Việt Nam mình nhiều người làm được lắm, không phải mình thầy. Nhưng có mỗi thầy quay video mà gửi lên mạng thôi. Dạ chắc thôi thầy ạ. Thôi sao? Dạ. Thôi gửi lên mạng á hả? Dạ thôi đừng gửi lên mạng. Thầy sẽ gửi cho con thôi. Dạ thầy gửi cho con thầy thôi. Và sau này ai có duyên thì con cho xem video đấy nhé. Dạ.
Ok. Thôi nghỉ ngơi đi nhá. Cảm nhận rồi gọi điện lại cho thầy check xem đã tốt chưa nhá. Rồi xin chào. Nhưng mà thầy ơi, cái số của con sao rồi thầy? Sau này con sống ok không thầy? Sau này ok. Vượt qua năm nay thôi là con tốt mà nhá. Ừ. Rồi, xin chào nhá. Ok, dạ con cảm ơn thầy. Ừ. Dạ bye.